Đây là dì hai. Đó, dì hai. Con thấy dì hai, con thấy dì đi vô mà dì xách vỏ là con nghĩ dì là dì hai chứ con cũng không biết dì hai. Dì hai ở Tà Vinh nè. Đây là Dượng hai. Dạ. Dì hai với Dượng hai ở Tà Vinh mới vừa về tới. Mừng quá dì về. Dạ. Dì hai với Dượng hai mừng quá. Cho nên là tranh thủ bữa nay cũng chạy về. Dạ. Con chơi với ngoại hả? Cụ hả? Rồi uống miếng nước đi. Dạ. Dì hai nhịn tướng dì hai sang mà. Sang lắm bệnh. Bà bác dì hai hả? Bà bác là chuẩn bị sang nhà nữa. Dạ. Mọi người này. Con hả? Con hay cháu? Cháu. Cháu hả? Cháu ngoại. Cháu cháu chú ngoại cháu nội. Vậy đi giờ anh nhớ đi sớm không về nhà gì vậy? Dạ. Dạ. Đó. Vậy đi đi cũng gần nha. Dạ. 7 giờ mà 1 giờ 9 giờ đi 2 tiếng hờ hả dì hai? Dì hai ở che về ở dưới vậy đi đi gần chợ không? Có chợ xa nhà. Dạ hả? Ở dưới làm gì làm ruộng ha. Có bằng gì không bằng gì hết trơn á. Uống thuốc giúp bà coi nè. Tôi bị nhức không à. Nói vậy đó. À giữ cháu ngoại. Cho con nó đi làm. Con giữ hai dì hai. Ổng đi làm hồ. Dạ. Vậy ai mướn thì làm, muốn mướn thì ở nhà đi chùa. Ở đó đó đó, đó là tỉnh ủa huyện gì? Tiểu Cần. Tiểu Cần hả? Tiểu Cần, Tiểu Cần tốt ở dưới Tiểu Cần đi vô nhà mình tới 7-8 cây số nữa. Còn mà mình vừa qua cầu thì một cái huyện khác nữa là chạy tốt ở dưới Tiểu Cần là dưới cầu ngang phải không? Đúng rồi, đi xuống dưới cầu ngang. Trời ơi, cầu ngang qua chợ rồi Vinh đi tốt dưới. Đi tốt dưới nữa xa lắm. Ở dưới là người Tàu ở nhiều phải không? Không phải người Tàu mà người Miên. Người Miên ở Tàu phải không? Người Khmer. Đi Tiểu Cần, cầu ngang tôi có đi xuống dưới ở cây vậy. Trà Cú, tôi có đi Trà Cú một lần. Đi Trà Cú, tới nhà mình mới qua bên Trà Cú nữa, đi qua bên dạ nữa. Trà Cú hồi đó tôi đi. Trời, tre gai không à, tôi trồng tre gai không à. Đúng rồi, xuống quá trời tre gai luôn. Cái miệt đó là tre không à. Nhấp luôn. Mà ở dưới mấy người mà sao không biết hồi xưa hay gì. Đã chết mà ta sao kêu cái mộ bằng cái đống gom vậy, bự dữ lắm. Người ta làm cái mộ đất này nè. Cái mộ đất mà người Khmer thì người ta thiêu á. Dạ hả? Ta thiêu thiêu đó, nhiều. Cái đó là tôi hỏi thăm mày nói của người Tàu. Tàu. Cái gai không trời ơi xuống dưới hai bên đường mà đều cái cảnh nó dưới đẹp lắm nha. Cảnh ở dưới Trà Cú ở tùy theo chỗ. Trà Cú đẹp lắm à. Mà cảnh của dì hai dưới đẹp không dì hai? Của dì hả? Dì ở cũng đẹp. Ở dưới có người ta có trồng xài trồng măng cụt được không? Bên chỗ có chỗ có ngay chỗ mình ở không có. Dì hai ở dưới người ta có trồng lúa không? Có làm lúa. Đó hả? Làm lúa lúa vườn dừa đồ gì ấy gì nè. Dạ. Mà ôn thuốc nhất nhưng mà thấy tướng cũng đẹp chứ. Nó ôn thuốc nhất nó phì lên á. Dạ. Mặt nó xệ xuống ha. Dạ. Uống thuốc á. Nó nhất từ bên đây nó nhất dài xuống cái bàn giò ở đây. Nó xuống. Ở vô mình bệnh nhiều lắm. Đủ dạ. Chứng bệnh hết chứ. Bệnh toàn là mổ, con mới đi mổ năm rồi, mổ chỉ hen. Bây giờ còn ngăn thận, ta kêu mổ chưa mổ hen. Rồi túi mật, bị liếp, ta kêu mổ, không mổ chưa mổ hen. Bệnh toàn là mổ không à. Dạ, vậy là bác sĩ kêu gì? Gì hai mổ? Mình nào mà, tới đói đế quá mình ha. Còn giờ mình còn uống thuốc được thì cứ Trời ơi, nói chứ trong mình mà có chứng mà còn buồn muốn chi hai ba tiếng. Hay không có mặn gì nổi đâu. Con bị tụ huyết áp con còn buồn. Hai lần huyết áp hoài luôn. Dạ. Phải người tụ huyết áp cái người cao huyết áp cái hai người sang qua sang lại cái nó bình thường thì cũng đỡ. Đi dọc đường thấy bán dưa hấu ngon quá mua. Lên mua. Trẻ ăn. Trưa nắng rồi ăn dưa hấu ngon lắm. Lên trẻ. Đi về cũng không có mua gì, mua chút thịt chút cá cho ngoại cả. Sữa. Tính không có về. Cái nghe đến bữa nay động đất làm thôi đi về. Đóng cửa lại đi, cháu ngoại thì nó đi về nhà. Mẹ cha nó bị bệnh này, mẹ cha nó bằng thành phố về á. Gì hai con đồ nhờ không? Thì nhận gái thằng trai nó bị bệnh tim. Hả? Không có nhờ được tối gì hết trơn á. Mà được mấy đứa nhái? Hai đứa. Hai đứa mà đứa có chồng về Cầu Ngang, đứa có chồng về Gạch Lọt. Mà khá
nó út quá thì nó giáo viên. Bên chồng nó đỡ Khmer. Còn nhỏ thứ hai thì bên chồng nó cũng nghèo, đi làm mướn ăn. Ông bà già rồi, vợ chồng đi làm mướn không à. Đẻ đứa nhỏ ra là giữ xuống. Rồi ông rời mẹ nó về đưa gì dưới ai. Nè, mấy giáo viên lúc này nghỉ bệnh nè. Nghỉ từ hồi Tết tới giờ. Nghỉ Tết xong rồi nghỉ luôn tới giờ, không có dạy nữa. Bởi vì ba cái cúm này nè, bệnh nhiều lắm gì đó. Uống cà phê không uống đi. Không, mấy, không uống mấy cái người làm mấy người là chưa uống mà. Không uống đâu. Mỗi tư luộc con gà, đặng nấu cháo. Hồi Tư hồi nhỏ cũng ở nhà này luôn hả Mai Tư? Đúng rồi, nhỏ hồi cũng ở đây mà lúc trước thì nhà cũng nhà chôn vậy. Nhà chôn là sao? Là cột cây á hả? Cột cây nhưng mình chôn có cái nhà chôn rồi đào lỗ chôn chứ không có kê á. Kê là có miếng đá. Mà kê khác với chôn là khác làm sao Mai Tư? Tại vì cái nhà kê là cây cột thì mình kê có cái miếng tán á, miếng đá để cái cột đá nằm lên. Còn nhà chôn thì mình đào cái lỗ chôn dưới đất. Vậy á. Vậy thì nó khác là khác cái cột á, dạ. Khác cái cột mình để miếng tán đá nằm để kê lên thì nó lâu đứt chân, còn nếu dạ. Mình không có kê đó thì mình đào lỗ. Nếu mà nhà chôn thì nó mau hư nhà hơn. Đúng rồi. Dạ. Mau đứt cột. Còn nhà tại sao mình không làm nhà kê mà mình làm lúc nhà chôn? Lúc lù lần á tại khi chưa có tiền làm cái nhà kê làm nhà chôn, ở thời gian sau mình có tiền mới làm được cái nhà kê. Ở thời gian này lâu rồi cái mình có chồng rồi á, dạ. Mình đi về quê bên chồng ở tên này, mẹ với cha sao ổng với chúng như cha với mẹ sống vậy á. Thì sau này vậy là nhà cột kê mắc tiền hơn nhà cột chôn. Đúng rồi, dạ. Vì nhà kê thì mình có cái tấm tán mình kê, còn nhà chôn mình đào lỗ mình chôn dưới đất này, sau dạ. Này nó hư mau hư. Nhưng mà nhà kê hình như là cột á mình đục. Còn nhà chôn á là mình chỉ cột lại thôi, mình không có đục. Thì nó đỡ tốn tiền hơn. Cũng như nhà chôn thì nó ít tiền hơn cái nhà kê thì nó nhiều tiền hơn. Dạ. Nhà kê thì mình mua tán đá. Hồi lúc hồi trước rồi mấy năm gì trước hồi đó thì người ta ở nhà kê với nhà chôn là thường. Dạ. Có xây sau này. Hồi xưa á hả Tư? Hồi xưa. Dạ. Là nhà khá thì người ta ở nhà kê. Đúng rồi. Còn nhà nghèo á thì ở nhà chôn. Đúng rồi. Dạ con hiểu rồi. Tại vì thời của con thì chỉ có nhà cây với nhà tường. Đúng rồi. Với nhà lá sao mà con không biết kê chôn gần sao. Thì bởi vậy nhà kê với nhà chôn nó khác xa. Dạ. Còn nhà giàu chút nữa ở nhà ngói hả Mở Tư? Đúng rồi, giàu chút nữa người ta làm cục chuông, cục tiệm á. Cục dạ. Tiệm á, cái gì người ta cất thì người ta lập ngói. Là đó mấy người đó người ta khá dữ lắm, người ta giàu. Người dạ. Lập ngói, hồi dạ. Xưa á nha. Chứ giờ thì nhà ai cũng người ta cũng tường hết rồi. Giờ ai cũng tường hết rồi. Nghèo ở với mình... giàu mình phân biệt là cái nhà lớn hay nhà nhỏ thôi. Đúng rồi. Chứ còn ít ai ở nhà lá nữa. Đó hả? Bị rồi. Gì mà đem bà mắt kiến chị cũng như hồi đó bị kinh mắt á. Thần kinh mắt hả? Bị thần kinh số mấy ta? Số 7 hả? Không biết thần kinh mà chị nó đi khám thành phố á. Rồi biết chị hô bệnh gì thần kinh á. Rồi giờ nó bị hư hết một con mắt mà chị tính múc mắt bên này sẽ ảnh hưởng. Múc ra luôn hả? Không có móc, nhưng bác sĩ nói là tính như mắt và ảnh hưởng vào con mắt bên này. Giờ chị hư hết một con mắt tao táo thì chứ không thấy đường á. Dạ. Vậy chỉ, hả? Chỉ còn chỉ mờ mờ mang kiến vô chứ thấy mờ chứ không thấy rõ không. Dạ. Thầy hỏi bà đây. Dạ. Thì bà lúc trước bà cũng nói vậy. Bà gì chứ là bệnh dữ lắm. Bà giờ u nang ở đây nè, ta biểu mổ. U nang luôn hả? Hả? Bà giờ đang bệnh đó. Bà dạ. Nói. Chó nó đi theo cậu Út hả? Giờ cậu Út đi đẩy cát nè, mình đi theo. Đi theo con chó đi Vi. Xe của mình thì để ở ngoài này. Mình gửi ở ngoài cũng gần đầu đường nè. Tin. Quý mẹ, lên đây mẹ. Thôi vậy còn mấy bữa lên đường xuống mình chở được không? Vê 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 vê.
Dì Hấu không có hộp nào luôn nè. Thấy không? Thấy rằng lãng giả bộ á. Hồi nữa cũng chạy lại à. Không ăn thôi nè mẹ hết. Nè mẹ. Đây, đây. Cắn cái đây nè. Đây. Trời ơi, cắn vô ngon ghê. Ừ. Nè. Mặt ngay luôn á. Ăn thử đi. Rồi dưa này anh. Dưa này nhiêu, dưa này là tát nhẹ. Mà nhiêu cái là dưa này ngọt ngon à. Ngọt ngán hả? Ừ, ngon. Hai ăn không nữa hả? Mấy giờ bự quá không nổi. Để không? Quy thăm nhà chơi bà cụ kìa. Chơi vô. Phóng thêm cái dưa. Sao không nhảy xuống đất rồi. Phóng thêm cái dưa. Ủa quá. Ủa thôi bỏ luôn đi. Ủa dạ. Tiền ăn dưa xanh xanh mẹ. Tiền ăn dưa sọc mẹ ăn dưa xanh. Hai cái khác nhau. Ủa hai cái khác nhau hả? Vậy mà cũng ngọt như nhau hả? Nè con dưa không? Nè dưa không? Không ăn, không ăn hả? Ừ té té té. Đứng đứng gần giọt dưa con. Dưa dọ. Vậy con cho con miếng hay vậy? Ờ đây. Dưa. Bài đặt ngựa ngựa bẻ ra. Dưa ngọt lắm luôn. Hồi sáng giờ mình chưa ăn gì á. Ăn miếng dưa cho nó đỡ khát nước. Vậy là bốn thước hả anh Cường? Ngay chỗ anh Cường vừa làm dấu đi qua chỗ cậu Út cậu Sắn là bốn thước. Dạ. Sao mẹ? Cường á thì ta kêu nó hỏi ngày ba bốn người nó hứa vậy á. Chắc là chưa hứa hả? Chứ phải hứa vậy mà con gì nó hứa. Chứ còn con thoáng này con làm rồi chứ con không hứa. Hứa thì sợ mất lời hứa. À mình đừng hứa anh Cường. Chú Út cũng nói thì gắng nhín con chiếc ra. Ờ nó nói ừ thì chú cho ngày đi con chiếc được thì con chiếc chứ còn chưa có chiếc. Thà mình đừng hứa chứ mình hứa rồi là mình phải làm như lời hứa của mình. Vậy chứ vậy mình mới có uy tín được. Vì đây có ông mình ổng mà tại vì đây con tính đợt rồi cũng có mấy chỗ làm á rồi kêu thợ cái con ghét mấy ông chú ở nhà kêu đi cái muốn ngày làm ngày nghỉ ngày làm ngày nghỉ cái muốn làm không nghỉ rồi không có nói người ta ờ thí dụ ngày nay nghỉ thì biết tao sắp xếp cứ nó muốn nghỉ là nghỉ à. Rồi con ghét không kêu ai hết trơn giờ nó tự đi kiếm làm đi. Hình như cậu Út là vợ vợ cậu Út bữa hổm cậu Năm nói nè. Ủa phải bữa hổm mợ Năm nói không biết phải không? Có. Có vợ mà vợ không mấy rồi. Vợ bỏ đi phải không? Dạ, bữa hổm con nghe mợ Năm nói sơ sơ. Hồi đó cậu Năm mới cưới mình Năm thôi à, nhớ thằng Út còn có chút mà xong giờ thì gặp nó lại già. Kỳ quá anh, kỳ quá. Già. Vậy là hồi mợ Năm mới lấy mà, cậu mấy Năm hả? Mấy? Hồi mợ Năm mới lấy chồng hả mẹ? Ờ mới lấy về hình như Út nó có 15, 17 tuổi vậy nó dễ xíu à. Thì lấy gặp nó không biết nó nhớ mẹ mãi phải Út không rồi thôi. Là dự bãi hả? Ờ. Dự bãi lấy dự bãi ra như năm ta? Đẻ thằng Phú đây 24 tuổi là mấy năm mới đẻ thằng Phú là khoảng 27-28 năm mẹ. Năm đó con cũng được mười mấy tuổi rồi. Dạ hả? Con này bốn mấy rồi. Ờ. Hồi đó Út nó nhỏ xíu à. Mà sao á? Nhớ sao gặp nó ốm sao? Mà sao giờ gặp nó thì nó nhìn không ra. Sao giờ mập kỳ quá hả? Giờ mập mà già. Mẹ đến nói với mấy chị em của mợ Tư nè, hùng lại 3 triệu cho chú Út với bà hai nè. Mua xây cái nhà tắm với cầu tiêu luôn, cái nhà tắm nó xây rồi nè. Ờ, sẵn Cường nó làm nữa, làm luôn. Rồi làm luôn. Ờ. 3 triệu thì người hùng nó giúp đỉnh vậy đó. Rồi mấy chị em mà đứa hùng dư hết đi. Đứa hùng 500 triệu gì mới đủ. Sẵn có thợ làm luôn để mốt kêu mình kêu khó nữa. Rồi xây cát đá rồi sẵn. Xây cái sao đi xài còn ai mà con tiêu để ngay đến cửa vậy? Dạ. Rồi làm luôn cái đó rồi.
con nếu mà không thấy thì cũng đó cái cầu tiêu đó giờ cũng phải lắp lại chứ không có bỏ. Lắp thì không có làm rồi đó nữa đâu, không có làm. Vì bả đâu có đi đâu được. Ừ, bả đi không được. Cầu đây đi Ebo đó mình đổ. Con cháu rồi gì có chỗ xài luôn. Ừ, đúng rồi đó. Ừ. Giờ như làm ở nhà tắm với cầu tiêu đi. Ừ. Đúng rồi đó, làm được làm. Làm là sáng nghe nói anh Cường là làm luôn rồi đó, nó coi nhiều bạc nhiều đồ nó trả cho làm. Rồi nói làm hàng không quỷ rồi dưới luôn. Dạ. Rồi nói thợ ta làm luôn đi. Làm bên hông này luôn hả mợ? Bên hông bên cái này là cái dưới rồi. Không dở cái này nè, làm trong đây nè. Làm cái đó đó. Làm cái đó đó. Thì sao rồi vợ đồ ra trước ở đây làm xong cái bàn thờ đem lên để vô. Cái nhà này làm nhà sau. Dạ. Vậy sao vậy dỡ mới dắt thì bỏ hết dạ, rồi cái này rồi. Dạ bỏ. Giờ dỡ hết luôn. Trời ơi. Chú Út của chú không có biết, chú mua rồi game nó ăn chú khoai với nước xịt. Dạ 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 nó không có biết. Làm nói cho con nè. Trời nó gì. Nó xài nó lâu lắm nói gì đó. Nó lù khù biết gì nó khù khờ cũng chết luôn á chị ơi. Chứ để mối nó bò nó ăn. Cái khôn lanh người ta này, người ta dắt vợ. Có khi ăn mình ăn luôn. Dạ. Con mấy tuổi khù khờ chết luôn. Có khi mang mình ăn cái nè. Nhiều khi con nhiều khi bà ngoại làm nhà biết đâu có có được vợ sao? Biết sao không? Gia đình mình nghèo quá chắc không ai lấy đâu. Thấy nghèo, nghèo quá. Tại nhiều khi có người nuôi, ai cưới vợ nghèo khó vợ đó. Con trai bây giờ phải có cơ sở. Nó sống nó dễ sống mà dễ ngày tôi đang sống ta mới lấy nhau. Đâu phải giờ nó giờ đâu phải dễ gì. Gái giờ nó lựa không. Ăn dưa để đẩy họ. Lựa không ăn. Hồi xưa bây giờ là có công ty với hồi xưa mình gắn mình chịu đựng chứ có chồng gắn chịu đựng chứ bây giờ có công ty mướn nhà trọ ở mình công ty cái sập đâu có chịu đựng nhiều xưa sống nhau phải đi sống phải thôi giờ nghèo quá lo nó lượm đi chỗ khác. Với mấy đứa bây giờ này mần công ty nó có ghệ có gọc hết trơn, bỏ chồng nhóc hết trơn chứ rồi. Là... Mẹ nhìn dựng dựng hai nhìn như giám đốc à. Không dám làm. Có bụng phệ. Bụng phệ có nè với lại tóc á. Tóc. Ê như giám đốc à. Ngồi với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là hai người đối nghịch nhau đó, một người thì lớn nhất, một người nhỏ nhất, rồi người giàu nhất, người nghèo nhất. Tướng sao đốn cây dừa đó đi. Còn lấy cái búa. Giờ đốn luôn hả chị hai? Đốn cho rồi đi, chẳng có hai ba anh em đốn được. Đốn gì nhỏ đi. Nhỏ chị lấy búa đốn được. Phải là món ăn luôn đi. Sắc xào, làm gỏi gì gà. Giờ rồi để mà nó không có ai làm nè. Giờ xúm nhau lại thì làm đi. Kho nè, kho thịt. Làm cho dữ chứ tôi ở nhà tôi là tụt lá trên này nè. Chắc phải được vậy, tôi cũng chưa có nhà ở đâu. Ở đầu đó cái nhà nó. Đốn cho nó ngã qua bên đó đi. Ở đậu đất nhà nước là ở đậu đâu gì hay? Ở đậu đất nhà nước ba mấy năm rồi. Nông trường hả vậy? Không, đất có nhà nước xá mình hồi đó về cái mấy ông ở đó hồi đó ông cho mà mình không có làm giấy tờ. Tại hồi xưa á. Dạ. Rồi cái mình ở giờ mấy ông đó ông nghỉ làm việc ông về hưu, ông thì về hưu, ông thì chết. Nhưng không có sổ nhà, không có sổ không đó. Có gì hết. Rồi bây giờ mình ở đó, bây giờ ngay chỗ đó mình ta cho mình ở, bây giờ người ta bán. Bán trăm mấy không người ta mua hết trơn. Giờ còn cái nền nhà mình không à. Mà bây giờ á người ta mua xác xác người cất nhà, người thì dọn chồng mía gì tùm lum chân, mình ở phỉnh giữa ở đậu. Mà nhà nước chưa có giải quyết cho mình. Ừ. Giờ dạ, thưa ra hả? Không có thưa gì của nhà nước. Ta cho mình ở không cho là thôi. Mà người ta cho mình ở. Ở cất nhà bây giờ thôi. Bây giờ nhà nước có đuổi không? Không, không có đuổi. Ở rồi đó giờ người ta không có đuổi. Không, bây giờ ở 10 năm là ta làm giấy rồi. Bây giờ ở tới ba mấy gần 40 năm rồi. Bây giờ phải yêu cầu ở ấp thải làm giấy. Nghe nè, rồi cái bán thì khu vực đó bán hết trơn rồi. Ha. Còn cái nền nhà mình cái người ta hỏi người ta biết mình chưa có mua, mình ở đậu có mấy người người ta muốn mua là người ta hỏi người ta nói thôi cái nhà đó người ta ở hồi đó tới giờ để sau này người ta mua, người ta không có bán. Nhà nước ta trả lời vậy ạ. Mà mình ta đuổi mình đi thì người ta không có đuổi. Mà mình cất nhà gì cũng không được hết trơn. Cất mà, rồi, 10 năm đó lên là 15 năm gì là người ta có cấp giấy cho mình á. Ở luôn vậy, bệnh sứ bên đó vậy giờ bây đuổi giờ mình mà, thì người ta không có đuổi. Bây giờ yêu cầu người ta cấp giấy cho chị đi. Ủa vậy đi. Ta cho mình ta cũng không cho mà bán thì ta cũng bán ta để vậy đó. Bán bây giờ bán tôi cũng đâu có tiền mua, thay vì người ta thôi để mình ở đậu đi tới mình chết thôi. Chứ sao giờ?
rồi nhà vậy cất... mình cất nhà kiên cố mình không dám cất luôn, người ta đâu có cho đâu cất. Dạ hồi đó mấy cái năm đó nhà cửa te tua hết trơn rồi, cái mấy đi ổng thì thợ lãnh nhà người ta mần ổng thợ làm, cái mấy đi mua tính đi mua cột mua đồ đóng làm cột đốt như vậy nè, đặng mình xếp nhà lên á, người ta không cho, người ta không cho mình ổng đào lỗ đặng làm á, đào lỗ như vậy đó, đặng giọng cười xuống mình đốt cột lên vậy. Hồi cách mấy năm gì trước nó khác mà bây giờ nó khác, bây giờ đất nó giá quá trời đi, cái đâu cũng là tiền. Bây giờ vợ bển ta bán tới 200-220 nền, mà nền của mình ở thì ta cho mà ở bị ngang năm bị dài 19. Vậy là cho ở thôi chứ đâu cho cấp nhà không, thì đã ra bây giờ cô thôi nói bây giờ làm giấy mua luôn đi, kêu mấy nhỏ phụ, có ai đâu phụ, đi mần mướn thấy mẹ nữa không có tiền lấy đâu phụ. 19 giảm à, rảm ngon à, năm bị ngang 5 mét gì nè, bị dài 19 mét. Trời ơi vậy mà mấy năm trước không mua, hồi xưa phải hồi xưa thì mua được rồi, mà hồi xưa người ta hứa ta cho, bây giờ người ta không cho. Sao hồi đó bảo làm giấy liền về, hồi đó mới về đầu hôm sớm mai đi mần mướn không tiền đâu có vậy, không có bị dạy mình đi làm giấy liền liền ở tổ ấp bên xã chứ. Rồi xong cái ông này ổng tưởng là người ta thấy đường rú không á, ổng tưởng là người ta không có làm gì, rồi để gì mình ở sau này người ta làm lộ lớn luôn, rồi nhà cửa rồi chợ búa gì trường học thì quỹ ban được cách sát sát hết trơn, bây giờ có giá hết trơn luôn. Giờ vậy là giờ người ta không cho nữa, giờ ta bán tới 220 một nền. Quá trời đó. Rồi giờ người ta không có cho mình, mà người ta không chế quyết, người ta không nói bán, người ta không nói cho, mà người ta cho mình ở đậu thì mình ở đó, đó chứ cất nhà lá đơn sơ vậy lập tôn cũng được, mình cất nhà đơn sơ thôi, bển cũng lập tôn vậy nè, mà bằng nhà cơ bản thì không có cho đâu vậy đó. Dạ. Ở đậu. Còn bên nội, bên bà nội ở gần đó không? Ông nội bà nội chết hết rồi. Dạ. Chết hết. Dựng bãi vẫn đang lấy cái búa, cái búa dựng bãi gói trong cái túi mũ kỹ luôn sợ nó đứt. Dạ à, sợ nó đứt. Bộ dựng bãi xách tới tên nhà xuống đây hả? Của dựng năm. Dạ của dựng năm. Dạ và dựng bãi lấy cái búa chuẩn bị đốn cây dừa, đốn cây dừa nhỏ này trước, rồi cây dừa bự đó thì để cho nó mát, rồi tới ngày chừng nào cần đốn mà đốn sao. Cái nữa làm rồi mới đốn được rồi ngã ngã vô. Tôi nói. Đốn cái này kia đăng ngoài đi. Có kho thịt cái gì không? Dạ xào có thịt á. Ủa thì tới đây có kho, cái hồi lấy nước dừa kìa, đang đốn mà vừa lấy nước dừa kho. Kho á. Xào quá, xào quá. Lấy tàu hũ xào. Ơi, lấy tàu hũ xào ngon lắm. Dạ. Nãy giờ quên gì tưa. Để bắp cải mời ăn. Dạ. Có bắp cải thì để lại mời ăn, ăn tàu hũ dừa đi. Dạ. Nhất hả? Chết rồi. Nó còn bám đâu. Cái dừa này nãy giờ mình thấy là ba người rồi. À Dựng Bãi, anh Cường, xong rồi tới Dựng Hai. Máy thì lẹ, tay thì mỗi tay. Rồi mà tiền lại sao? Dùng một ngón tay sao vừa tiền? Thổi gì không? Kiên trì, thổi, lại thổi liền. Rồi. Không. Về chưa? Rồi nó nói nhà tắm nằm đâu không? 3 triệu nằm ở trong cái nhà đó. Hô khoảng 3 triệu rồi nói mấy chị em xuống hùng hùng cho bả đó. Tắm rửa thì lâu lâu con cá đều về nữa chứ. Bự cây nào bự chút. Lên đấy đi. Ta lôi cây dừa mà đừng có lại, đừng có lên đó con nắng nao lắm con. Đợi đi cầu á, đợi đi lên cây cầu dừa cho nó dẫn. Nắng nắng đi không được. Đây là cái cây cầu tiêu, nhưng mà nó nằm ngay tới cửa của nhà bà cụ luôn, cho nên là sẵn dịp thầy thợ đang làm nhà thì mẹ mình có góp ý với lại
Mợ Tư với lại mấy anh em của Mợ Tư thì mấy anh em Mợ Tư đồng ý là mỗi người phụ vô chút đỉnh xíu nữa là thêm 3 triệu nữa để xây cho bà cụ một cái nhà tắm có toilet ở trong nhà luôn. Chứ toilet này thì bà cụ cũng không có đi được mà sau này cũng không có xài được nhiều. Không có được tiện lợi nữa. Lá dừa này mình đậm hả cậu Tư? Dạ. Khi mà mới vừa đóng cây dừa ở tới cửa xong thì mình thấy là trống trải lắm. Mẹ ơi, dừa nó sai dễ sợ luôn mẹ. Hồ quá chừng sai luôn, cây dừa nó mới có trái mà đúng uổng thiệt. Đây nè, quá chừng sai luôn. Dạ. 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 Thì ở đây có thêm dừa này dừa nạo nè. Ủa dừa này dừa xiêm hay dừa ta mẹ? Ôi ngon quá ta. Uống đó mẹ. Ngốc luôn nè. Dừa xiêm. Không chọn cả hai được. Giờ mấy anh chặt lấy tàu hũ cho Mợ Tư hồi mới làm đồ ăn. Thành nó lấy mấy cái lưỡi mèo trong tàu hũ ăn ngọt á. Hả? Lưỡi mèo vừa xiêm á là trái không ăn ngon. Lưỡi mèo ăn ngon lắm hả? Ừ, ngon lắm. Lưỡi mèo vừa xiêm ăn ngon hả? Ngọt á. Ừ. Hả? Ở trong có mấy uống nước dừa không? Ủa, đi ra chặt cái dừa đi. Nãy giờ khát nước dữ lắm rồi. Đi mẹ. Cầm cầm lên Vi nè. Qua đây nè, qua chỗ mát nè bè. Thế này. Tới nào không được cái thằng á. Tới ra đây kho thịt ăn. Tiền tự nhiên như người trong nhà luôn ba ơi. Thiệt dữ thiệt ta. Mẹ thấy tiền không? Tự nhiên như người trong nhà luôn cả thấy không? Kéo hút cái ly của mẹ, cái ly của ngoại. Hấp trợ á. Dừa này là dừa xiêm. Xiêm xanh hả? Dừa xiêm xanh nè mẹ. Tới non nó xanh lẹ xanh lét. Ê tàu hũ dừa từ anh Cường đợi em. Ba bốn người giật cái tàu hũ dừa. Lấy tàu hũ dừa theo cách truyền thống không có máy cưa. Hồi xưa mình vẫn lấy mình với một mình vẫn lấy được cái tàu hũ dừa lúc mà mình còn nhỏ xíu luôn á. Mình lấy búa lấy dao ở nhà mình á, mình ra mình chặt hoài chắc cũng có 2-3 tiếng hồi mình mới lấy được cái tàu hũ dừa. Mà lấy được rồi thì mình rất là vui. Mà lấy xong rồi cái là mấy cái tay nó bị nổi mụn nước luôn, nó bị gác luôn, nó bị kêu bằng gì mẹ? Bị phồng tay. Ôi nhóc vừa xem luôn kìa. Nè uống hơi ngọt không bạn? Ôi quá ngon dễ sợ chưa? Nào cứ để cho mẹ uống. Từ từ. Cho Vi uống trước đi. Thôi rồi. Thôi con trước rồi, đậy nó còn đầy nó dễ uống. Cho nó ăn cái. Thôi uống đi. Còn đầy dễ uống thôi chứ. Uống chua mỏi cho tới dưỡng luôn. Nãy giờ nước ra nó không có uống. Ngọt không con? Ngọt không? Khát nước liên tục sáng giờ chưa ăn gì hết trơn. Vậy chút dẹp bánh canh. Bánh canh hồi sáng gì Út chạy đi chợ sớm gì Út mua cho Vi một bánh canh. Rồi đưa ngoại uống đi con. Chưa xong còn khát nước nữa chắc ngọt lắm hay gì á. Nó đeo theo nó uống á. Nghe hả? Chắc ngọt lắm á. Ghế bánh tre uống nước dừa. Ghế bánh tre. Tóc dài bay theo gió kìa. Có phải người ngồi đó là con gái của bánh tre? Phải không? Uống chậm đi cho ngoại uống với con. Đâu, ai đứng như cho ngoại uống miếng gì vậy đó con uống kỹ hồi. Mình muốn ăn được cái tàu hũ dừa đâu phải dễ đâu. Mà
mình phải trồng cây dừa à. Rồi phải mấy năm sau mình mới được cái tàu hũ dừa. Hả? Nguy hả? No quá hả? Không, đừng nhạch ra, đừng nhạch ra. Mẹ uống hơi ngọt rồi mẹ. Ở cái bụng cho nè. Uống uống cái dừa bụng nó lớn. Ngọt. Ngon. Ngọt chặt cho con tái nè. The hair phải không? Ngon. Gần có ra, ngọt. Ngon hả? Ngọt chặt thêm tái nữa. Ngon dính rồi. Bây giờ ra ra tàu hũ rồi nè. Bị dính lại nó cũng hơi khó lấy đó, xong rồi nó bị rớt cái gì ra rồi.